hành trình đến World Cup. Hello anh em, hiện tại mình đang ở nhà của anh Điên. Hôm nay mình tham gia biểu diễn cho chương trình chào mừng đội tuyển Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nha, tới nhà của anh Điên để giao lưu với lại tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Đây, nhà văn hóa thanh niên. Chân mình vẫn còn hơi chưa ổn lắm, nhưng mà sẽ trở lại trong thời gian sớm thôi. Hành trình đến World Cup 2023. Đây mà rất là nhiều fan mộ ở đây. Đang chờ sẵn đội tuyển nữ sẽ ghé qua đây để tham gia giao lưu với tuổi trẻ thành phố. Đẹp ha. Lâu rồi mới gặp Quỳnh Như. Hy vọng lát nữa được gặp Quỳnh Như. Xuất sắc tham dự World Cup. Tuyệt vời luôn. Thấy cũng rộn ràng quá, thấy nhiều người tham dự. Nhiều fan mộ tuyển nữ tới tham dự, rất là rộn ràng đây nè. Quỷ Thành, lâu quá gặp Đinh. Ủa lâu không phải đây, không phải Đinh Thành, đây là Nguyễn Tất Thành nha. Đây là trong khán phòng. Rất là đông. Mọi người đang chờ các cầu thủ nữ chúng ta tới. Sau sân khấu ở đây hello giờ. Quay clip. Đồ diễn nè đúng không? Được. Em mua. Chồng uống nhé. Đó, giờ thay đồ xong rồi, áo đội tuyển Việt Nam nè, Grand Sport. Show thứ hai trong năm rồi đúng không? Anh Toàn mở hàng cắt xô quá. Hôm nay mình đi diễn thì mang quả World Cup 2018 và Euro 2020. Wow, 300 triệu kìa, quá đã luôn. Bên đây có rất nhiều hoa, còn kia chắc là hai chiếc áo có đầy đủ các chữ ký của đội tuyển rồi nè. Ước gì cũng có một cái. Các cô gái vàng của chúng ta đây rồi, và kia là Huỳnh Như, đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trước đây thì cũng tại sân khấu này, mình và Huỳnh Như cũng có một màn biểu diễn tân bóng cùng nhau trên sân khấu luôn. Tân bóng siêu giỏi luôn đó nha. Ok, chuẩn bị làm thôi. Let's go. Việt Nam ta hứa về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt, sáng đầy tình yêu mãi.
Vậy là xong nhiệm vụ tại đây, hai anh em ra ngồi nói chuyện cảm thấy chưa có đã. Biên đạo show này cho có 30 giây để chơi à, hơi ít anh em à. Thôi, hẹn show sau, làm lại nhiều hơn nha, mọi người cùng chờ nhé. Thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. Còn giờ thì ra sân thôi, let's go. Hello anh em, hôm nay mình có một trận banh với mái tóc ngắn trở lại. Anh em biết ai cắt không? Tấn Nghĩa hay đá banh chung của mình cắt á. Này Tấn Nghĩa không làm ở quận 2 nữa, chuyển về quận 4 làm cho gần nhà rồi. Thì đây vẫn là sân A2 và với mấy anh em đội áo màu hồng này, GNB. Trận banh này mình quay cách đây lâu lắm rồi nha anh em. Chính xác là ngày 17 tháng 11 năm 2021. Của anh Lâm Rô Béo, nhưng mà anh Lâm Rô Béo không thấy lên. Đó, vậy đi. Rồi giờ thì coi ơi, trong sân có ai ha. Hiếu, Thiện Đức, Xuân Hùng và một người đằng xa xa, Kim Messi. Nay Kim Messi làm cót ha. Thời điểm này thì Kim Messi đang trong giai đoạn hồi phục chân sau một thời gian bị đau gối, nhưng có lẽ là hôm nay đã lành rồi. Keeper Phan Tuấn, Tiến Dũng, Minh Luân và một số cầu khác. Rồi được hơn mặc cái áo được tặng cũng khá đẹp. Áo nó có tay nha anh em, nhưng mà tại mình cắt cho ngắn rồi mặc cho nó thoải mái. Ok, vậy đi, giờ thay đồ nha. Và hôm nay vẫn là đôi Puma Evo Speed hai màu, vàng với lại hồng. Đội bạn sao anh? Đội bạn ổn không? Đội bạn tốt hả? À, Messi nói nha, Messi nói đội bạn tốt nha, chứ không phải mình nói nha. Mà nghe nói nãy tay chân miệng dữ Thôi mà. vô Mình thì dày mà vô kêu cẩn thận mà chết rồi. Đổ khẩu trang đồ đeo rồi để kia mặc lại để xấu dài á. Nói chơi chơi chứ trận thế thôi, chứ đá banh đối kháng mà sợ đau thì làm sao mà đá. Cứ chiến hết mình chẳng phải lo, cùng lắm thì bật chế độ né đòn thôi chứ có gì đâu. Ê! Xây xây không xây ơi. Pha này mình ghi bàn được là nhờ lỗi của cầu số 9 đó bạn. Bỏ người để mình thoát ra sau lưng nè. Cả thủ môn cũng lỗi do không tập trung khép góc gần, chứ mình sút thì dễ ẹt à. Chắc là nghĩ mình không lấy được quả banh khó như vậy. Bước một như Ibrahimovic nha cả nhà. Tỷ số lúc này là hai banh rồi. Hầu ơi! Pha này lỗi ai thì rõ quá rồi phải không anh em? Nhưng cũng khó chấp vì trước trận thi đấu này trời có đổ mưa nè, nên việc đạp gầm trượt là điều khó tránh khỏi. Anh em chú ý khi đá trời mưa thì hạn chế sử dụng gầm giày nha. Sẵn hẹn cầu đội bạn luôn, dứt điểm rất là tinh tế nhé. Hãy subscribe.
Chuẩn bị dưới. Bỏ. Anh ơi. Mạnh quá em ơi. Cái nữa. Ok. Sao? Thôi tay luôn. Về lại Dũng. Đừng. Thôi em. Được sớm rồi, ngon rồi. Đây. Thank you.
này. Say ya. Long. Lần. Tóm giáo. Khép hang lại luôn rồi. Tóm giá. Tập tuần. Ok. Tập. Tập xe rồi. Bóng banh á. Cú sút này của Kim Messi bóng chạm nhẹ vào chân cầu thủ đội bạn lượn lên góc A nên thủ môn bỏ tay luôn và thế là ghép bóng banh. Nãy giờ có vài bàn thắng nữa nhưng máy quay không ghi lại được, tiếc quá trời. Đến đây thì keeper đội bạn bị đau chân nên phải nghỉ
và trận đấu cũng kết thúc luôn. Giờ thì qua bắt tay Fair Play chào kết nha. Dù người ta đá như thế nào đi chăng nữa, khi kết thúc trận thi đấu, anh em nhớ qua bắt tay chào nha. Thôi rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ok, dạ. Gặp hoài. Ok, kết thúc trận đấu ha. Si có nhận xét gì về trận đấu hôm nay? Nghỉ đúng tháng rồi, đâu có đá rồi. Dạ. Mà ngoài sân ngoài luôn. Quay phim cho Thi nè. nhưng mà nãy giờ hỏi mấy câu nó chưa thấy trả lời. À sao? Ok, đi. Tập trung. Lan man quá trời luôn. Ok, ok. Lâu ngày lên sóng không được nói hay sao? Quá mới xuất hiện. Kỳ vậy sao? Ok. Nhận xét về đội bạn. Đội bạn trẻ khỏe. Đội bạn có tập nha bạn, có ăn tập. Rất tiếc là mình không quay full trận. Mình chỉ quay những cái pha của mình đá thôi. Đó, bạn Thi là chuyên gia đi trễ. Đá banh đi trễ hoài. Đi trễ tại mình biết mình lên sân sớm, mình cũng phải ở ngoài mình quay intro để cho mấy bạn xem, thành ra nhường cho anh em đá trước, đúng không? Đó vậy á. Rồi nhận xét đội mình. Đội mình thì mới gom lại thôi, đúng là phải trải qua cái sự nhắc nhở tập luyện và có cái người nhắc thì đá mới ổn định. Đây là trận thứ 3 của đội GNV Joy and Bison. Đúng rồi. FC. Và đây là trận thứ 3 và 2 trận trước đều thua. Nay mà trận đầu tiên giành chiến thắng ha. Ok, thì anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh và gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho Messi sẽ không có vấn đề gì về chân trong tương lai nữa nha. Rồi, có gì nhớ comment giúp cho Messi nha. Rồi, mình là Phạm Thi. Võ Trung Kiên. Xin chào, gặp lại. Bye bye.